Ơi, sao mà việc nhiều như vậy? Chỉ còn 20 phút nữa thôi là khách đến rồi. Làm sao bây giờ? Thằng bụng bự nó đi đâu mà nãy giờ không thấy về giúp mình vậy ta? Buồn ngủ quá đi. Hôm nay sao mà thầy dạy chán quá không biết nữa. Bụng bự, con mau lên cất cặp sách rồi xuống đây giúp mẹ. Hôm nay bác Đốm và bác Bò Vàng sang chơi nên mẹ phải chuẩn bị rất nhiều món ăn. Con nhanh lên rồi xuống đây phụ mẹ nha. Nhưng con đâu có biết làm gì đâu. Nấu ăn là công việc của mẹ mà. Việc cũng bự là đi học mà mẹ. Chỉ phụ mẹ những công việc lặt vặt thôi. Con buồn ngủ rồi. Mẹ làm đi nha. Cái thằng này chỉ ham ăn ham ngủ. Các bạn ơi, ngày mai cô giáo chúng ta sẽ mở một đại tiệc cho lớp. Cô bảo á, mỗi bạn sẽ phải nấu một món ăn. Ai nấu giỏi nhất á thì sẽ được phong là đầu bếp số 1 của lớp luôn. Vậy thì mình sẽ trổ tài nấu món trứng chiên siêu ngon của mình cho các bạn thưởng thức đây. Ủa, Đốm, bạn cũng biết nấu ăn nữa hả? Không có, mình chỉ nhờ mẹ mình dạy cho mình nấu thôi. Vậy mà mình tưởng bạn biết nấu ăn, nhờ mẹ chỉ thì ai làm cho được. Vậy thì bạn có biết nấu không? Nhưng không được nhờ mẹ bạn giúp nha. Được chứ sao không được. Mẹ mình nấu ăn ngon như vậy, chắc chắn mình phải có gen di truyền. Ngày mai mình sẽ làm một cái bánh hamburger khổng lồ cho bạn coi. Vậy mình sẽ nấu món chè siêu ngọt. Chúng ta cùng bắt đầu thực hiện thôi. Mình sẽ cho Đốm thấy mình nấu ăn ngon như thế nào. Không ai có thể chiến thắng được bụng bự. Mệt quá đi. Sao nhiều đồ vậy ta? Còn mình làm sao đây ta? Giờ mình làm gì trước ta? À, mình sẽ xẻ bánh hamburger ra trước. Sau đó mình sẽ chiên trứng. Đúng rồi. Các ngươi lại. Liêu. Mệt quá. Sao lại khó thế này? Tưởng dễ làm, ai ngờ sao mà vất vả thế chứ. Ui, bà ấy về rồi. Con sao vậy bụng bự? Mẹ ơi, con định làm cái bánh hamburger siêu bự đem dự tiệc mà sao khó quá mẹ ơi. Mẹ giúp con đi nha. Sao được, con nói việc ai nấy làm mà. Sao mẹ giúp con được? Con sai rồi, con xin lỗi mẹ mà. Mẹ giúp con đi, từ nay về sau con sẽ phụ mẹ về nhà. Chúng ta là một gia đình, phải yêu thương, giúp đỡ nhau. Không có công việc nào là của riêng ai hết con à. Bụng bự xin lỗi mẹ. Xuất phát. Mà vui không vui thế nào á, hai bạn cao còn mình thấp, chơi cái này không công bằng gì trơn á. Ai biểu bạn thấp làm chi, bạn cao là được rồi. Mình đâu muốn đâu, tại mình cao không có được chứ bộ. Trời, tại bạn ngủ nướng quá nên không cao thôi. Sao ngủ nướng lại không cao? Đúng rồi đó, con nít chỉ ngủ từ 8 đến 10 tiếng thôi, ngủ nhiều quá không cao được đâu. Vì sao lại không cao? Vì mỗi khi ta ngủ, có hai vị thần sẽ canh cho chúng ta. Nếu ngủ nướng quá, hai vị thần sẽ đánh cho chúng ta lùn luôn á. Xạo, làm gì có. Ừ, đúng vậy đó. Không tin á thì bụng bự ngủ hoài xem có cao được không. Nghe hai bạn nói mình mắc cười quá. Thôi không chơi nữa đâu, mình về ngủ đây. Lại ngủ nữa hả? Bụng bự, dậy đi con. Ngủ nướng quá vậy con? Con, ông có dậy đâu. Thiệt là hết nói nổi mà.
Dậy đi con trai, dậy nào con trai, con trai cưng. Mệt quá, kêu cả buổi mà nó cũng không chịu dậy. Múa thiếu đều muốn tắt thở mà nó cũng không chịu dậy nữa. Vậy phải làm sao? Ngủ gì mà ngủ quá trời quá đất, giờ chỉ còn một cách thôi. Hình phạt cho kẻ ngủ nước. Thả ta ra, thả ta ra. Gì vậy bụng bự? Mẹ ơi, hồi nãy có hai vị thần lấy đá đè người con lại. Mẹ ơi, có phải là hai vị thần đó đè nên con nhỏ xíu hoài không mẹ? Chỉ là nằm mơ thôi, không có chuyện gì đâu. Nhưng nếu ngủ nhiều quá, không vận động thì con sẽ không bao giờ lớn như các bạn đâu. Do đó, con chỉ nên ngủ đủ giờ thôi. Con đi ngủ đúng giờ và thức đúng giờ thì con sẽ cao thôi. Từ nay con sẽ dậy khi mẹ đánh thức để cùng tập thể dục cho cao nha mẹ. Đúng rồi đó con trai của mẹ. Trên cành cây chim hót, rồi em đi dưới vườn xuân. Ba bạn thân lấp lo, rồi em tung tăng sân nhà. Ồ, hôm nay con trai của ba có gì mà vui vậy? Dạ, hôm nay con có hẹn với mấy bạn đi tham quan lễ hội hoa. Ba mẹ chúc đốm đi chơi vui vẻ, nhưng nhớ đừng có nghịch phá, kẻo làm hư hoa của người ta. Dạ, con biết rồi. Chào ba mẹ, con đi đây. Ê, còn bên này nữa nè. Lễ hội hoa năm nay đẹp quá ha. Ồ, mình thấy có nhiều hoa hơn năm trước á. Đồ ăn cho khách tham quan cũng được bán nhiều hơn. Mình thích nhất là hoa đồng tiền. Các bạn thích hoa gì? Mình thích hoa vạn thọ. Tết nào mẹ mình cũng mua nhiều ơi là nhiều. Còn mình thích nhất là hoa hồng. Nhà mình có trồng nhiều lắm á. Bông hoa đồng tiền đẹp quá à. Đâu, đâu, chỉ mình xem với. Wow, màu sắc thật là đặc biệt. Thích quá à. Mình muốn hái bông hoa đồng tiền này về nhà. Hai bạn giúp mình hái nó nha. Ờ, nhưng mà người ta để biển cấm hái hoa kìa. Nhưng mà chỉ một bông thôi, chắc không có sao đâu. Không được đâu, như vậy là vi phạm quy định đó. Hái hoa sẽ bị phạt. Nhưng chỉ một bông thôi, mình thích lắm. Các bạn không giúp mình không chịu về đâu. Đốm, làm sao bây giờ? Thôi được rồi, mình sẽ hái giúp bạn. Nhưng chỉ một bông thôi đó. Yeah, mình cảm ơn bạn nhiều nha. Bác bắt quả tang đang hái hoa rồi nha. Các cháu không nhìn thấy chiếc bảng cấm hái hoa hay sao? Dạ, con thấy, nhưng con chỉ định hái một bông thôi. Các cháu phải biết tuân thủ quy định chứ. Bác sẽ báo cáo việc này với ba mẹ các cháu. Cháu không có hái, cháu không liên quan. Bác đừng mét ba mẹ cháu. Nhưng cháu đã giúp bạn làm việc sai, cháu cũng có lỗi. Dạ, con là người hái hoa, con xin chịu tội hết. Bác đừng có mét ba mẹ bạn ấy nha. Đúng, chỉ giúp hai cháu một bông hoa thôi là lỗi tại cháu. Bác tha cho đúng đi bác. Thôi được rồi, bác thấy các cháu đều đã biết lỗi, như vậy là tốt. Lần này bác bỏ qua. Cháu cảm ơn bác nhiều. Dạ, lần sau cháu sẽ không hái hoa dù chỉ một bông. Các bạn nhớ nha, không được hái hoa ở những nơi đã được quy định. Không biết được nhiêu tiền nữa. 1.000, 2.000, 4.000, 10.000. Yeah, được 98.000. Mình sẽ mua máy bay. À không, mình sẽ mua xe cảnh sát. Yeah. Hay là mua siêu nhân gao. Nhưng mà đồ chơi của mình nhiều quá rồi.
hay là mình mua sách vở vậy? Nhưng mà trước tiên mình phải qua nhà bụng bự của em mới được. Vào đây, nhanh lên. Wow, bụng bự mua được quá trời đồ chơi luôn, thích ghê. Hai đứa mình chơi trò chiến đấu đi. Chu. Quái vật bụng bự kia, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Mình sẽ mua đồ chơi. Ơi, sao mà hôm nay nắng dữ vậy? Thôi, mình sẽ không mua đồ chơi nữa. Mình giúp ba mẹ đem ra chợ bán. Để mình giúp bạn một tay. Ba mẹ vất vả làm việc nên mình phải giúp ba mẹ thôi. Mình biết phải làm gì rồi. Anh lấy giùm em cái kia đi. Mẹ, mẹ có cần có phụ gì không? Ba mẹ ơi, đây là tiền con đã dành được. Con sẽ mua sách vở để phụ giúp ba mẹ, chứ không mua đồ chơi nữa đâu. Hả? Đống của mẹ ngoan quá. Mình đang ở cửa hàng bán đồ ăn, mình sẽ ăn cho đã. Trời ơi, cái gì vậy nè? Cha mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Ôi trời ơi, con ở đâu ra vậy? Sao mẹ không nghe thấy tiếng bước chân của con? Con không biết tại sao con lại ở đây nữa. Hồi nãy con lượm được cái này nè, con chỉ cầm lên vậy thôi á. Không lẽ là tại nó có thể dịch chuyển không gian sao? Nhưng nó ở đâu ra? Với cái này ta có thể làm được biết bao nhiêu là thứ. Ta muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì tùy ý. Đảo quá đi. Có mắt nào của bạn thấy mình ăn kẹo của bạn hả? Bạn không ăn, không để nó tự biến mất. Mình không biết rồi nha. Ê đứng lại. Thank you.
sao bạn ngốc quá vậy? Tại bạn làm ướt cuốn sách của mình. Ướt cuốn sách mà làm gì ghê dữ vậy? Đó chính là cuốn sách mà mình yêu thích nhất đó. Bạn đền đi. Còn lâu, mình không đền. Làm gì được mình? Nè nè, có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Bạn kêu đếm đền cuốn sách mới cho mình đi. Mình không muốn đền. Con gái nhiều chuyện quá. Vậy là từ giờ mình và đếm không còn là bạn bè nữa. Không là bạn bè thì thôi. Xí. Không cần. Con gái lúc nào cũng lèm bèm. Mình làm dính mực có một chút thôi. Mình làm như trời sập vậy đó. Thích thì chiều. Mình cũng không cần ai hết á. Tự nhiên bạn đòi nghỉ chơi làm chi? Bây giờ đấm giận rồi kìa. Kệ. Ai kêu bạn ấy làm dơ cuốn sách yêu thích của mình làm chi? Mình ghét đó. Thôi mà, đã hơn 2 ngày rồi. Hai bạn cũng nên làm lành đi chứ. Trừ khi đó phải xin lỗi mình trước. Còn lâu, mình không thèm xin lỗi đứa con gái mít ướt như bạn đâu. Bạn nói em mít ướt hả? Còn gì nữa? Giờ mít ướt vừa nhiều chuyện. Sao bạn không đuổi theo? Kệ đi, mình không quan tâm. Cứu tôi với, cứu. Hình như là tay to gặp nạn rồi đó. Để mình kéo bạn lên. Để mình giúp cho. Không thèm. Sao vậy? Khi nào đốm xin lỗi thì mình mới cho bạn ấy cứu mình. Sao bạn lại cố chấp quá vậy? Ừ, mình là vậy đó. Ai bị bạn có lỗi mà không xin lỗi mình? À, xin lỗi, được chưa? Phải vậy chứ. Sao bạn cố chấp quá vậy? Ai biểu đếm sai mà không xin lỗi mình? Mình chỉ vô tình chứ đâu có ý đâu. Mình xin lỗi bạn rồi mà còn bắt đền nữa. Ừ, bạn quá cố chấp. Kể cả mạng sống của mình nữa. Vậy là mình sai hả? Chứ sao? Mình không biết, cho mình xin lỗi nha. Từ nay về sau mình sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt với bạn bè nữa. Vậy mới là tay to dễ thương của tụi mình chứ. Mình vừa được ba cho chiếc đồng hồ mới nè. Có gì hay chứ. Mình cũng có đây nè. Lại đây, mình sẽ cho bạn thấy sự khác biệt. Mình muốn có tốc độ chạy thiệt nhanh. Nhanh hơn cả tay to. Bạn chạy thi với mình nha. Bụng bự làm trọng tài. Ừ. Xuất phát. Sao hôm nay bạn chạy nhanh vậy? Mình đã nhờ đồng hồ thần kỳ này nè. Thích không? Như vậy là ăn gian đó nha. Mình đền bù mấy bạn thật nhiều món ngon nha. Mình muốn một cái bánh kem thiệt bự. Hả? À không, mình chỉ muốn cái bánh vừa đủ để tụi mình ăn thôi. Còn mình thích một chiếc nơ đẹp để ngày mai đi thi hát. Hmm?
mình biết cái này hay lắm nè. Bụi mưa lại gần mình đi, khoái đổi thân thả. À, mình chơi trò đánh người đi. Bác ơi bác đáng xem đâu là bụng bự, đâu là đốm đi bác. Trời ơi, cái bụng, cái mông tròn ỉn kia chắc chắn là bụng bự rồi. Đang ngoe ngoải cái đuôi đó, chính là đốm. Bác lộn rồi, bạn đốm đây nè. Ơ, à, mấy đứa lại nghịch đồ chơi mới, rồi lừa mẹ phải không? Đố bác, đâu là bạn đốm, đâu là bạn bụng bự? Đây chính là bụng bự, còn bên kia là đốm. Ơ, sao bác hay vậy? Tại vì ba nhìn thấy đồng hồ của đốm và nón của bụng bự kìa. Mấy đứa đổi lại rồi vô bàn ăn cơm đây nè. Hôm nay bác nấu mấy món ngon lắm. Dạ. Đúng là chiếc đồng hồ giúp ta thật vui. À, đói bụng quá. Á, à, hay quá, có dưa hấu. Mẹ ơi, mẹ cắt dưa hấu cho con ăn đi. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ đi đâu rồi không biết. Đói quá. Hay là mình tự cắt dưa hấu ăn thôi. À, đứt tay rồi. Mẹ ơi. Đốm ơi, đốm. Đốm, con bị làm sao vậy? Trời ơi. Từ nay trở đi, đốm không được tự ý dùng dao nữa nha, vì như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Dạ, con biết rồi. Tại con nói bụng quá nên. Đốm biết lỗi như vậy là tốt rồi. Để mẹ cắt dưa hấu cho đốm ăn nha. Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò vua đầu bếp. Đúng là bụng bự mà, cái gì cũng liên quan tới ăn uống. Cái này để làm gì bụng bự? Cái đó là rau á. Còn cái này là thịt. Vậy bây giờ làm sao? Thì lấy dao cắt rau với thịt ra rồi nấu lên chứ sao. Nhưng dao ở đâu mà cắt? Đi theo mình. Không được đâu, dùng dao nguy hiểm lắm. Đúng nhát gàng quá. Thiệt mà, mình mới bị đứt tay hôm qua nè. Thôi, mình không chơi nữa đâu, thấy ghê quá à. Hai bạn đứng lại nhé, để mình lấy cho. Hả? Nè. Nè, có gì đâu, thấy chưa? À! À! Bụng bự, bạn có sao không? Bụng bự. Mình còn sống hả? Còn sống. Mấy con dao này thật là đáng sợ. Từ nay mình xin chừa. Thơm quá. Wow, nhìn ngon quá. Đây là mì hải sản mẹ làm cho con đó. Con cảm ơn mẹ. Con rửa tay chưa vậy? Ủa?
No quá. Mì hải sản đúng là tuyệt vời. Để nhớ coi. À, có tôm nè, có cua nữa nè, mì, rau, cà rốt. Xong, bây giờ mình đi mua đồ thôi. À, phải nhờ tay to và bụng bự giúp mới được. Này đâu nè. À, không được để rau vào trước. Ui da, mình mới đứt tay rồi nè. Ôi, mình bỏ nhiều muối quá rồi. Mùi gì mà khét dữ vậy? Không biết có ăn được không nữa. Không biết ngon không, nhưng chắc mẹ đốm sẽ rất vui. Đúng rồi đó, vì đây là tấm lòng của đốm mà. Thôi, tụi mình về ăn cơm đây. Cảm ơn tay to và bụng bự nhiều nha. Không có gì, chúc bạn thành công nha. Đốm ơi, mẹ về rồi nè. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đốm! Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ. Con nấu món mì mà mẹ thích nhất nè. Chắc là không ngon, mẹ đừng chê mẹ nha. Rồi, bây giờ từng bạn đứng lên nói cho cô biết ước mơ sau này của các em là muốn làm gì nha. Dạ, sau này em muốn trở thành thợ làm bánh, làm ra những cái bánh ngon nhất trái đất. Còn em, muốn thành bác sĩ giống như ba em. Em thì muốn nghiên cứu về khủng long, nên chắc sẽ làm nhà khảo cổ học. Bụng bự, ước mơ của em là gì nè? Dạ, đó giờ em chỉ giỏi ăn với ngủ mà, nên em chưa nghĩ ra ước mơ của mình nữa. trật tự nào cả lớp. Bụng bự nè, mỗi người nên có cho mình một ước mơ để làm mục tiêu phấn đấu. Không sao hết, nếu hiện giờ em chưa có ước mơ, rồi một ngày em sẽ biết mình muốn làm gì thôi. Lúc đó hãy chiến đấu cho ước mơ của mình nha. Dạ. Ê, bụng bự, sao bạn buồn vậy? Thì vụ hồi nãy cô hỏi về ước mơ đó. Sao mấy bạn tìm được ước mơ của mình hay vậy? Bạn đừng lo, ước mơ sẽ tự động tới với mình thôi. Quan trọng là bạn có nhận ra hay không. Hình như là có đám cháy rừng ở gần đây đó. Cho con đi theo phụ giới được không? Cánh rừng đó con hay vô chơi lắm, con biết đường tắt nè. Cảm ơn con, bỏ lên đi. Dạ. Đường này nè mấy chú, tiến lên rồi bẻ phải. Ơi, chị xuống đi, yên tâm đi, mình chụp ảnh cho. Yeah. Cảm ơn bạn nha. Mình biết ước mơ của mình là gì rồi. Sau này mình muốn làm lính cứu hỏa để bảo vệ mọi người khỏi ngọn lửa hung dữ. Yeah. Tay to, để
mình phụ bạn cho. Ồ, cảm ơn bụng bự nha. Mà chồng sách nặng lắm, mỗi người bê một ít nha. Trời ơi, chuyện nhỏ, chút xíu sách này làm sao làm khó được bụng bự lực sĩ được. Nghe heo. Ồ, ghê, không ngờ bụng bự khỏe ghê nha. Bình thường thôi, như đây đã là gì với mình đâu. Vậy, mày có giỏi thì đeo thêm cái ba lô đầy sách nữa đi. Khỏe ghê. Cũng thường thôi. Vậy bạn có dám thi sức với mình không? Thi luôn, mình sợ bạn hả? Cơ bắp như vậy mà bạn cũng đòi thắng nữa hả Đơm? Thi đi rồi biết. Bắt đầu. À, hay quá, bụng bự khỏe quá. Ở khu này ta là mạnh nhất. Xí, cỡ bạn mà đòi mạnh nhất hả? Chứ còn ai có thể nâng được cục đá nặng gấp 2 lần trọng lượng cơ thể của mình được. Bạn hả tay to hay là bò vàng? Vậy chắc bụng bự mạnh nhất thiệt rồi đó. Xí, hẹn bạn chiều nay ở đây. Mình sẽ cho bạn gặp người mạnh nhất khu này. Được, mình sẽ chống mắt lên xem. Sao rồi Đơm? Người mạnh nhất của bạn đâu? Đây nè. Con kiến nhỏ xíu như vậy mà đòi mạnh hơn mình. Mắc cười quá đi. Nó nâng cuốn sách còn không nổi mà đòi mạnh nhất khu này sao? Loài kiến là loài có sức mạnh phi thường, có thể nâng vật nặng gấp 5.000 lần cơ thể của nó. Vậy thì sao? Nó cũng đâu có nâng được cục đá to như mình. Nếu một con kiến có kích thước bằng một con người thì... Trời, mạnh dữ vậy. Thế nào, con muốn nói với con kiến không? Thôi 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 thôi, mình chịu thua. Thôi đừng buồn, mình nghĩ qua chuyện này ai cũng rút ra được bài học cho mình rồi. Đớm thì nên thừa nhận chiến thắng của người khác, như vậy mới có tinh thần thể thao chứ. Còn bụng bự thì nên hiểu rằng núi này cao còn có núi cao hơn, nên phải khiêm tốn và không được ỷ lại. Tụi mình hiểu, hiểu rồi. Ôi chà, đói bụng nữa rồi. Mình cũng hơi đói, đi kiếm gì ăn đi. Ý, đúng rồi đó, hôm qua đi siêu thị mình có nhận được tờ khuyến mãi này nè. Khuyến mãi 50% bắp rang tại mặt trăng. Wow, giảm giá tới một nửa luôn. Sướng vậy, đi liền luôn đi. Oh yeah, bắp rang bơ là bắp rang bơ. La 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 la. Ngồi xuống đi bụng bự, đứng lên xe nguy hiểm lắm đó. Đừng tới rồi nè. Wow, cho em một phần bắp rang siêu bự luôn. Hả? Hả? Có gì mà bạn ngạc nhiên vậy? Ê, trời ơi, quái vật bắp rang. Vậy là tụi mình trúng kế của hắn rồi. Xin chào quý khách. Ồ, chú có phải là... Ừ, đúng rồi. Chú từng là quái vật bắp rang, chuyên đi làm đủ mọi chuyện xấu trên đời. Nhưng mà chú giải nghệ rồi. Bán bắp sống lương thiện thôi. Mấy cháu ăn gì nè? Chà, tin được ông ta. Ai cũng có lúc phạm sai lầm. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người dạy lại mà. Vậy thì cho 3 phần bắp rang siêu lớn vết bơ, kem vani sữa gà cho chú. Tới liền. Xin chào chiến hữu. Lâu quá không gặp. Lúc này làm ăn khá không? Cũng được à. Hai anh ăn gì không? Thôi khỏi, tụi này không thích ăn bắp. Tụi này tới đây để rủ chú em đi làm phi vụ mới. Dạo này tôi bỏ nghề rồi, sống lương thiện vui hơn anh ơi. Nhìn nó nè anh hai, một thời dữ dội lắm mà giờ đi quán bắp đó. Phá bành cái quán này cho anh. Cho mình thấy luôn. Mấy anh làm gì vậy? Bỏ đồ đạc trong quán người ta rồi. Dù ngày xưa chú bắp rang có làm việc xấu thì bây giờ chú cũng đã nhận sai,
và làm ăn lương thiện rồi đó. À, thằng nhóc lớn gan, mày dám dạy đời tao hả? Các ngươi hãy cút ra khỏi đây ngay, đừng để ta nổi giận. Chú ngầu quá. Cảm ơn các cháu đã tin ở chú. Đây là động lực lớn nhất để cho chú tiếp tục làm người lương thiện. Tại mình còn nhỏ, từ từ mình sẽ sáng như mọi người thôi. Ngôi sao sinh ra là đã sáng rồi. Đúng rồi, đồ thừa. Một ngôi sao sáng bạn biết pháp sáng thì bỏ đi cho rồi. Sao mấy bạn lại nói vậy? Ơ, à, lỗi bị tắt rồi. Chắc là tại gió to quá đó. Thắp lại đèn là được à. Ơ, à, hình như là có tiếng ai khóc tung thích thì phải. Chia ra đi tìm thử đi. Bên đây không có gì hết á. Ở trên tán cây kìa. Ồ, có một ngôi sao. Bạn làm sao vậy ngôi sao nhỏ? Ơ, à, mưa rồi. Chạy nhanh về nhà, không thôi là cảm đó. Mấy đứa có bị ướt không? Dạ không mẹ ơi. Hên quá, trời vừa mưa nên chưa có lớn. Ủa, tại sao ngôi sao này lại khóc vậy? Tại con thấy tuổi thân với tình cảm gia đình của mọi người quá. Anh em của con lúc nào cũng hất mũi con. Tại vì con là ngôi sao mà không biết phát sáng. Con nói con là đồ bỏ đi nữa. Ôi, vậy là không được rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ. Chắc là tại anh em con suốt ngày chê bai nên sao nhỏ mới bị mất tự tin. Nhưng mà bác tin là con làm được đó. Thấy chưa? Không được mà. Con chỉ là đồ bỏ đi thôi. Cố lên đi. Mình tin mẹ làm được mà. Tất cả mọi người ở đây đều tin mẹ làm được. Đốm đốm, mưa rồi kìa, tối nay hẹn ra công viên bắt dế nha. Bụng bự, lại nói chuyện trong lớp nữa hả? Ha! Bắt được con dế than rồi. Bạn bắt được con nào chứ bụng bự? Hi, bắt được con dế lửa nè. Ủa, mà mấy bạn bắt dế chi vậy? Ngày mai bạn sẽ biết. Yeah, tới giờ ra chơi rồi. Chiến thôi đốm. Ý, đá dế hả? Hả? Đá dế? Chuẩn bị đá rồi. Mấy bạn bắt con dế của mình hay cua đốm nè. Nhanh đi. Mình bắt con dế lửa của bụng bự rồi. Vậy thôi, mình bắt dế than. Cố lên dế than.
chơi bạo lực quá à, tội nghiệp mấy con dế quá. Trời ơi, bạn để im cho mấy con dế tập trung đá đi. Hooray, thắng rồi, yeah. Ây, xui quá. Thôi mấy bạn đừng chơi đá dế nữa, mấy con dế bị đá sụi vào, sức đầu mẻ chán hết trơn rồi, có gì vui đâu. Bạn không biết gì hết, mấy con dế này có biết làm gì khác ngoài đá dế đâu. Mấy em chắc chưa? Tất cả các em chiều nay đi chỗ này với tôi. Ủa, cô dắt mình đi đâu vậy? Không lẽ đi làm bản kiểm điểm? Cô ơi, cô dắt bọn em ra vườn hoa làm gì vậy? Ngày xưa, nơi đây là vùng đất khô cằn, mọi người đã cùng nhau canh tác, làm cho khu đất này trở nên trù phú như bây giờ. Trong đó có công lớn nhất là chú Dế đã đào hang, chăm bón cho đất. Trò chơi đá dế là trò chơi bạo lực, bắt những con dế thiệt hại lẫn nhau, trong khi dế là loài có ích cho môi trường và dế là những nhạc sĩ đại tài trong thiên nhiên. Dạ, tụi con hiểu rồi. Loài dế vừa dũng cảm, vừa đa tài, lại vừa có ích nữa. Đúng là hơn bụng bự nhiều. Đớm mà, không xem tivi nữa con. Tới giờ con đi học bài rồi, lên học bài nhanh đi. Thôi mà mẹ, mẹ cho con xem tí nữa đi, đang lúc hấp dẫn mà. Mẹ đã nói không là không, học bài hay là ăn roi. Nhưng mà mẹ... Rồi sao, bây giờ con cãi lời mẹ đúng không? Thôi được rồi, để con tắt tivi. Ây chà, mấy hành tinh khác xả bụi làm ô nhiễm vũ trụ quá, xử lý mệt muốn đứt hơi luôn à. Con chào ba mới đi làm về. Tình hình ô nhiễm nặng quá hả ba? Hèn chi, mấy hôm nay tivi nhiễu sóng hoài à. Đúng rồi đó con trai. Thôi anh tắm rửa, nghỉ một chút rồi xuống ăn cơm nè. Cũng tại ô nhiễm mà rau rất khó trồng. Hôm nay em mua được có chút xíu thôi, còn con nữa đớm. Mẹ nói con lên học bài mà, để cho ba tắm rửa nghỉ ngơi. Dạ mẹ. Làm con nít chán thiệt á. Lúc nào cũng phải nghe lời người lớn, không nghe thì bị đánh. Đúng là chán thiệt. Làm người lớn không phải đi học, muốn làm gì thì làm, đúng là sướng ghê. Ôi mệt quá đi mất, một ngày làm việc đúng là căng thẳng mà. Anh mới đi làm về hả? Giày của em bị hư đế rồi, tối nay em có hẹn khiêu vũ, sửa giúp em nha. Giờ mình phải sửa làm sao đây ta? À, hay là mình làm gãy luôn cái gót còn lại, như vậy thì đi sẽ không bị ngã nữa. Mình đúng là quá thông minh, thông minh quá mức. Hả? Anh giúp em gắn chân bàn này lại nha, nó vừa bị gãy sáng nay. Mình có bao giờ làm mấy cây này đâu mà biết. Giờ mình phải làm sao đây ta? Giờ phải làm sao đây? À, có cách. Trời, đau quá. Thôi, làm người lớn đúng là khổ mà. Dạ mẹ, con sẽ đi học bài liền đây. Ba đi tắm rồi nghỉ ngơi đi nha ba. Ba vất vả quá, con thương ba lắm luôn. Nhanh, kẻo trời mưa. Hên quá, chút xíu nữa là dính mưa to rồi. Nhờ bụng của mình gheo lên mỗi khi trời mưa đó, nên cả đám mới biết trước, chạy về nhà kịp. Bụng của bạn lúc nào chả đói hả bụng bự? Đơm, có gì ăn không? Đói bụng quá à. Nhà mình chỉ còn có hai cái bánh donut này thôi. Mình thích nhất là bánh donut đó. Nhưng mà có tới ba người lận mà chỉ còn có hai cái bánh, làm sao chia đây? Hả? Vậy mà mình tưởng hai cái đó là của mình hết chứ. Ở đâu ra? Thôi mà,
mình đang đói bụng, phải ít nhất là 2 cái mới no. Hả? Chỉ có 2 cái bánh thôi à? Ở ngoài trời thì lại mưa nên không có mua thêm được đâu. Nên 3 đứa mình phải chia 2 cái bánh này thôi. Thôi được rồi, thay vì ăn hết 2 cái, mình sẽ ăn 1 cái thôi. Còn 2 bạn chia đôi cái còn lại, vậy là chuẩn nhất rồi. Thôi đi, bụng đã bự rồi mà còn đang ăn nhiều nữa. Chứ bạn tính chia 2 cái bánh cho 3 người thế nào? Nè nha, ở đây á chỉ có mỗi mình là nữ nên 2 bạn phải nhường nhịn cho bạn nữ, đúng không nè? Nên mình sẽ ăn 1 cái, còn lại á thì 2 bạn chia đôi ra, vậy mới là ga lăng chứ. Còn khoe. Thôi, không bày tới bàn lui nữa. Bánh này là ở nhà mình nên mình sẽ ăn trọn cái bánh luôn, không bàn nữa. Ê, tính kiểu gì kỳ vậy? Bạn qua nhà mình lúc nào mình cũng chia đều đồ ăn mà. Mấy ông con trai mà không nhường nhịn cho con gái gì hết. Mấy bạn phải nhường mình. Bụng mình bự nhất, mình được ăn nhiều nhất. Lạnh quá, đợi quá. Thôi, đừng cãi nữa, mình có cách rồi. Thay vì dành nhau ăn nhiều hơn, tại sao chúng ta không chia sẻ những gì chúng ta có để những người bạn không có bánh ăn cũng có thể tận hưởng niềm vui? Đó chẳng phải là niềm vui trọn vẹn sao? Đúng. Đúng là bụng bự.